Đảng Bonsai xin chào tất cả các anh em yêu cây trên cả nước nha. Hôm nay Đảng Bonsai sẽ giới thiệu cho các bạn cây xanh nông hóa của nhà ông anh mình nha. Nghe nói là cây xanh rất đẹp nên mình sẽ xuống quay cho các bạn xem. Xin chào ông anh nhá. Nghe nói anh có cây xanh nông hóa rất đẹp nên là em muốn xuống quay trực tiếp để các anh em yêu cây trên cả nước cùng chiêm ngưỡng. Xin chào các bạn yêu cây trên cả nước. Hôm qua là mình mới mua được cái tác phẩm này. Cái phôi này mình nhìn thấy nó hóa tự nhiên rồi, là cái nét cổ xưa. Cổ xưa là ngày xưa là cái nghệ nhân trước ra làm đến bây giờ thì vẫn thấy nó có cái huyền bí. Nên là cũng thích cái này lâu lắm rồi, hôm qua mới mua được cái thử. Đấy, chứ không phải là... Anh cho em hỏi là lý do tại sao là nó lại có những cái điểm vặn vẹo khắc khỉu. À, cái lý do vì nó vặn vẹo như thế này là cái người chơi trước ngày trước uốn dây thép. Vâng. Đấy, uốn dây thép rồi xong rồi là cứ uốn cành nọ dọ cành kia xong là quên là không tháo dây thép, ví dụ như những chỗ này như đây. Toàn bộ cây này coi như toàn bộ uốn dây thép. Đấy, xong là không tháo dây ra bắt đầu nó tự hóa lên. Tự hóa lên. Để lâu quá không chỉnh sửa gì ngơ đi bắt đầu tự hóa nó lại thành ra như thế này. Nhưng chính như thế này nó lại là đẹp. Đấy, chính là như thế này nó lại là đẹp. Còn nếu mà nó chuồn 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 như này thì nó lại là thường. Đấy, này thì thường thì cái này nó lại là vừa bàn tay người tạo lại vừa thiên nhiên tạo. Đấy, nó kết hợp vào. Đấy, kết hợp vào cái tác phẩm mà nhìn thì rất thấy thêm một cái nét có nghĩa là tự nhiên. Cổ kính đấy. Cổ kính. Đấy này. Ôm một viên đá nâu như thế này, chắc nịch này. Đây các bạn xem cây nhá. Cây rất già các bạn ạ. Chính cái thằng xanh quê. Đấy, nó lại mới được như thế này. Chứ nếu mà thằng Năm Điền thì thật sự Năm Điền thì là cái độ này nếu mà nuôi để mà ngơi này ra thì chắc là nó liền, nó không có độ như này, nó khẽ béo ngay. Nó khẽ béo, nó không khắc hiểu dây thép nào, nó khẽ bịt luôn, nó lại liền luôn. Như chính xanh quê thì nó lại cái da của xanh quê, mà cái chất xương của xanh quê nó là cứng rắn hơn thằng Năm Điền. Đấy các bạn nghe ông anh mình giải thích nhá, rất cụ thể. Ông anh mình nói về độ chơi cây là yêu cây là tương đối thời gian đấy các bạn ạ. Rất là đam mê. Thôi thì cái niềm đam mê, đúng không? Niềm đam mê. Vâng. Thì thôi thì thật sự là nó đã yêu rồi thì yêu cái đam mê cây thì nó say sưa lắm. Đáng nhẽ là hôm nay là đi Hà Nội đấy. À, em cũng nghe nói là anh bảo hôm nay anh đi Hà Nội mà. Đấy thì gạ mãi mấy hôm là yêu cái tác phẩm này quá, là bạn là không để đến hôm qua đến kia thì lại điện cho mình là bảo thôi để lại, bạn thích như mình thích thì để lại, cuối cùng nào hôm qua mình lại ngừng thì là lại vào là đưa lấy luôn cái tác phẩm này về. Đấy, đam mê thì công việc thì cứ giáp lại đấy. Đúng rồi, vì đam mê. Đam mê là tất cả. Thật sự là đúng là cây là phải, cũng phải với thiên nhiên. Do thiên nhiên thì cây nó mới đẹp được. Chứ mình mà tự mình cứ cắt đi cắt lại, nó không có cái biến đổi của thiên nhiên vào cây nó không đẹp. Phải có biến đổi thiên nhiên. Muốn gì muốn phải biến đổi thiên nhiên. Cây này trong thời gian tới là anh có
Ví dụ như có một người nào đó mà muốn hỏi giao lưu cây này thì anh có dự tính như thế nào? Anh có giao lưu không? Cái giao lưu thật sự với chú này chắc sau này là chưa biết thế nào được, cái đấy giao lưu thì mình chưa biết thế nào được. Nhưng hiện tại cây này chưa hoàn chỉnh là mình chưa giao lưu. Nếu nó hoàn chỉnh là hoàn chỉnh rồi thì ai yêu mến cây, nhưng bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ là ai yêu phải yêu thật sự, để cây, những cái tác phẩm của mình đã làm ra phải để người yêu cây thật sự mình để. Còn cái kinh phí, cái kinh tế để là tạo ra một cái cây cảnh nó không phải là đơn giản, nó không phải là một cái ngày một, ngày hai, hay chục năm, hay vài chục năm, có thể là vài chục năm, hoặc trăm năm cũng không ấy được. Đấy, nên là trong cái sự tạo tác xong, cảm thấy xong với mình thì có thể là ai yêu thật sự thì mình mới chuyển nhượng. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà bảo xong đôi khi là mình lại chuyển cho người ta thì người ta không thích cái thế của mình nhá. Đúng rồi. Người ta lại chuyển hóa ra. Đúng rồi. Nên là cái đấy nó rất là ấy, thì cái đấy việc của người chơi xong. Còn cứ như bảo xong thì mình mới chuyển nhượng được. Đúng rồi, đúng rồi. Ấy, như những cây các tác phẩm đây thực sự mình rất đam mê nhá. Nhưng vì đam mê cây nào cũng muốn giữ. Đấy. Ông anh mình bảo cây nào cũng muốn giữ. Thật sự đấy, cũng nhiều khách lắm. Hải Dương, rồi là anh em Hải Dương, rồi là Ninh Bình, đấy, Thanh Hóa, Nam Định ở đây thì cũng sang đến muốn ấy. Nhưng ngược lại thực sự là nền đam mê. Bây giờ một cây mà cái tay mình làm ra hàng chục năm rồi, là những cây mua, những cái cây gạ đi gạ lại, nhưng khi hàng đến chục ngày đi đến người ta để hỏi mua nhưng người ta không bán, xong mãi mua được bán tiếc lắm. Thật sự để cái công đi tìm tiếc lắm, mà nhất là những cái tác phẩm nó đã vào cái tâm hồn và cái ý chí của mình rồi thì đưa cây ra thì sự rất là tiếc. Nên là thôi thì ta cứ để thời gian, còn cái giao dịch không dám nói trước. Rất hay. Phải nói là một người có một tâm hồn yêu cây. Nhưng lại như này này, nó lại hay cái như này. Đến bây giờ anh em chơi cây nó là thực sự đấy. Các bạn yêu cây rồi này, tất cả yêu cây trên cả nước bây giờ là thật sự rồi đấy. Yêu thật sự, cảm thấy mình nó lại phấn khởi lên. Đúng rồi đấy ạ. Đấy, phấn khởi lại càng yêu thêm. Đấy, đấy. Nên là rất là mình sẽ quay chi tiết cụ thể cây này cho các bạn xem nhá. Còn ông anh mình cứ chỉnh sửa, mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình tranh thủ mình cây rất là già các bạn ạ. Đúng là một cây nong hóa nhá. Đây thì hôm nay mình gọi là chỉnh sửa qua thôi. Còn người chơi cũ bạn mình cũng cắt rồi. Nhưng là được cái nó kỹ quá. Keo không bôi, bôi vôi. Vôi. Ừ, bôi vôi. Khổ. Không bôi vôi là cũng là cái tốt. Bôi vôi là cái tốt, bôi vôi cũng để làm sao cho khỏi thứ nhất là nhựa rồi là nhiễm trùng, nhiễm thứ là cũng là cái tốt, đúng theo cái lối cổ truyền các cụ ngày xưa. Nhưng bây giờ là thực tế nó sinh ra keo rồi thì bôi keo thì nó đẹp. Đúng rồi ông anh ạ. Đấy, nhưng bây giờ thì hôm nay về là tôi chỉ sửa qua nó những cái rễ vắt biết rồi, thì còn cây này cũng không nên để nó tạo quá. Bây giờ cắt quá là không tốt, phải để lại giữ lại cái nét cổ khí tự nhiên. Mình sẽ quay kỹ cho các bạn một chút đấy nha. Rồi mình sẽ dừng video tại đây. Đây, đây chính đây mới gọi là cái bẹ bên kia nó là đấy. Đây, chính đây, đây là mặt chính các bạn nha. Úi dồi, mùa cây này phòng thích
Ông anh mình mà mua cái này được là thật sự là công việc nó mua về phát tối hôm qua này còn đam mê hơn các công việc nhiều. Mình sẽ theo dõi tác phẩm này cho đến khi nào hoàn thiện nha. Mong các bạn xem video của mình thì sẽ ủng hộ kênh của mình, đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.